Trong thế giới nguyên tử, các electron không di chuyển theo quỹ đạo giống như các hành tinh quay quanh mặt trời. Nó cũng không di chuyển một cách ngẫu nhiên xung quanh hạt nhân, mà tuân theo những quy luật chặt chẽ và phức tạp. Một trong những quy luật đó là sự phân bố của các electron trong các vùng không gian đặc biệt gọi là orbital nguyên tử. Orbital nguyên tử là vùng không gian quanh hạt nhân nguyên tử mà xác suất tìm thấy electron trong khu vực đó là lớn nhất, khoảng 90%. Video này sẽ giúp các bạn hình dung được cách mà electron chuyển động trên 3 loại orbital nguyên tử cơ bản S, P và D. Để chuyển nhanh đến orbital bạn cần quan sát, hãy bấm vào đường link phía dưới phần mô tả của video. Orbital S. Orbital S có dạng hình cầu đối xứng xung quanh hạt nhân. Orbital P. Mỗi orbital P có hình dạng gồm hai thủy kéo dài về hai phía của hạt nhân, đối xứng qua một điểm nút ở chính giữa. Tại điểm nút này, xác suất tìm thấy electron là bằng không. Có ba loại orbital P, mỗi loại định hướng theo một trục trong không gian 3 chiều. PX, định hướng dọc theo trục X. PY, định hướng dọc theo trục Y. PZ, định hướng dọc theo trục Z. Trong liên kết cộng hóa trị, các orbital P của các nguyên tử khác nhau có thể xen phủ nhau để tạo thành liên kết sigma hoặc liên kết pi. Orbital D. Orbital D có hình dạng phức tạp hơn nhiều so với orbital S và P. Nó đóng vai trò quan trọng trong hóa học của các nguyên tố chuyển tiếp và một số nguyên tố ở các chu kỳ cao hơn. Có 5 loại orbital D. DXY nằm trong mặt phẳng XY với các thủy định hướng giữa các trục X và Y. DXZ nằm trong mặt phẳng XZ với các thủy định hướng giữa các trục X và Z. DYZ nằm trong mặt phẳng YZ với các thủy định hướng giữa các trục Y và Z. DX2Y2, các thủy nằm dọc theo trục X và Y. DZ2, đây là loại đặc biệt, với hai thủy thẳng hàng dọc theo trục Z và một vòng hình xuyến nằm trong mặt phẳng XY ở giữa hai thủy. Orbital D tham gia vào nhiều loại liên kết hóa học, đặc biệt là trong các liên kết kim loại và trong sự hình thành các phức chất, complex, của các nguyên tố chuyển tiếp. Orbital D đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích các tính chất màu sắc và từ tính của các phức chất kim loại.
Hy vọng video có ích cho các bạn.